Bên đây là khu nhà hàng ăn uống, bên đây là khu chợ. Mít nè hả đi, 1 đồng 29 một thau. Wow, nè nè, mua cái lò nhỏ nhỏ này được rồi hả đi, kìa bên kia kìa đó, cái này to quá. Wow, phải mua một cái anh ơi, để mốt mùa xuân hoặc là mùa hè đem đi ra ngoài em nướng, đem nướng. Nhiều cái ta không thấy, chọn giùm em cái đi hả. Thì đúng rồi, thì chọn giùm em đi, công tình đi qua đây mà, bên mình đâu có đâu. 2 với bên đây 3 nè, bên đây 4 nè. Wow, cái này là cái đồ sắc thuốc, sắc thuốc tạo để uống nè. Mấy cái đồ kho cá mình có rồi. Trời ơi, cái khuôn bị thương ghê không? Khuôn này bánh khọt. Wow, nặng ghê luôn á. Bằng hình như bằng cái gì nè, quên, bằng gan. Nặng lắm. Có mấy cái bình sắc thuốc nè. Ở bên đây thích thiệt luôn á. Bán đồ quá trời. Hạt sen, mình sẽ mua một hộp hạt sen 6 đồng, 400 gram. Cái này cũng chắc cũng Việt Nam nhập qua quá. Rồi ở đây anh coi là nhiêu? 8 đồng 9 à. À, em coi lộn đúng không? Vậy cái kia là bao nhiêu đồng? 20 mấy đồng đúng không? Bậy quá, tự nhiên em coi hình 60 ghê chứ. Cái này nhỏ nè, 5 đồng là 6 đồng nè. Nhưng mà không anh ơi, đừng mua nhỏ quá, mua cái to to anh mới để đứng ở bên dưới được, để em thích để trước cửa đó anh. Thôi đi qua đây giùm đây nè. Ok, 23 đồng thì được. 23 đồng là cái bự đó. Wow, được á. Chừng ở phía trước đó nhà đó, biết không? 23 đồng đó. À, 22 đồng 99, tức là 23, ok rồi. Cũng được, nhưng mà hai cây nó không bằng nhau, thằng này lùn hơn thằng này cao hơn á. Mới mua được trái sầu riêng ở chợ Việt Nam, lần đầu tiên mua sầu riêng nguyên trái ở đây, không biết ra sao. Trái này hình như gần 4 pound à hả nè, chưa tới 20 đồng á. Có 1 ký mấy à. Anh xã đang nói là mình lựa dở quá, bởi vì nó bị méo mà nhỏ nữa. Tại vì không biết lựa cho nên mua trái nhỏ nhỏ thôi, lỡ nó có hư ăn đỡ tiếc. Cái này nó chưa có nứt. Chưa có nứt hả? Rồi giờ sao? Nhưng cái này nó là đông lạnh mà. Đâu phải là tươi đâu. Cho nên em không biết làm sao, có nên để nữa không? Để nữa có hư không? Cái này chắc cũng được rồi. Thì em nghĩ là nó đông lạnh chắc là nó chín hết rồi. Wow, nghe mùi thơm quá honey. Wow, có muối kìa, nó không muối. Wow, nè, có muối nè. Trời ơi, vậy mà kêu không có muối. Khoan. Không, anh nói là cái muối lép. Khoan, để em. Nghe thấy lép không? Đâu. Ờ ha, sao em dại vậy ta? Để em lấy cái dĩa cái nha. Đây. Chụp hình gửi cho anh Bích coi. Anh lấy cái tay ra coi. Rồi. Thử miếng dưới này coi. Khúc khúc dưới này lép lép mà cũng ngon lắm anh.
Wow. Trời ơi, đã quá à. Ui, mai mốt vậy là biết rồi. Cái này chắc là sầu riêng này Bích nó nói á, xuất khẩu qua tới đây chắc là nó cũng ngon lắm á. Cho nên cũng không không cần phải biết lựa nhiều đâu. Thì mốt rút kinh nghiệm, có ăn nữa mua trái to mà tròn đúng không? Tại hôm nay họ không có chồng đi cho nên không biết. Ui, nhưng mà cũng đã chứ anh, cũng thích chứ. Đây nè, 1, 2, 3, 3 muối to rồi. Để ra gỡ rồi coi được nhiêu tính tiền, coi nó có lời hơn là mình mua cái sầu riêng tách sẵn á, mà nó đông lạnh á. Trong đó còn không? Hết rồi. Ủa? Hết rồi hả? Khoan, gom lại đi giục giùm em trước khi rửa tay. Rồi đây đếm nha. 1 muối, 2, 3. Bốn, năm, sáu muối. Sáu muối gặp như là mình mua bằng sáu muối này nếu mà mua ở cái dạng mà tách sẵn nè, mà frozen nó đông lạnh đó, thì sẽ là gần 30 đồng, 14 đồng một gói ba muối này, sáu muối. Mà cái này chưa tới 20 đồng thì rẻ hơn đúng không? Vậy để lần sau khi nào thèm sầu riêng á, mua cái sầu riêng đông lạnh này cũng được ha. Không, mà sẽ lựa trái to hơn, để muối to hơn. Ok. Chồng tôi kỹ ghê bây giờ. Còn đi cân cái vỏ coi nó bao nhiêu nữa. Trời, mất cười anh quá à. Em cũng không coi nó khoảng bao nhiêu ký. Cái này vỏ cũng mỏng không biết lắm. Ờ đâu, vỏ mỏng hả? Ờ đúng rồi, đâu đâu cho em coi coi. Đó. Ok, ừ, vỏ mỏng. Thì xuất khẩu mà nó phải ngon rồi. Của Việt Nam. Ừ, Việt Nam xuất qua mà. Này nó còn nhiều nha, ăn cục cho gọn lại đem coi bao nhiêu ký. Rồi đánh ra coi. Trời ơi, cái vỏ không hết một ký tư mấy. Bánh tỏ 7 đồng cái. Cái này mứt gừng này em tính hỏi anh ăn mứt gừng không? Không ăn mứt gừng, ok, thôi khỏi ăn. Sabuche nè, ở đây nè. Mua ăn thử không? Chắc chắn là nó không ngon bằng sabuche Việt Nam rồi đó. Trước cũng có ăn rồi. Ăn rồi hả? À. Em không biết. Anh thấy làm sao? Nó là làm sao? Sabuche ở đây là sao? Cũng được hả? Cũng được hả? Nè, ở đây sầu riêng còn có 2 trái không? Hôm qua còn nhiều. Cũng được hả? Vậy anh lấy cho em một gói đi. Em cũng không biết. Sao? Muốn mua bữa đây hay là mua bữa trong hồ chứ? Vậy cho chị cái này đi, ăn khang hình dưỡng đi. Dạ. Cho chị nguyên phát luôn. Thôi đi chọn cái thứ này. Mỗi bịch nó 5 đồng. Mỗi bịch nhiêu? 5 đồng. Cũng đâu có rẻ đâu. Em tưởng 2 đồng, em nhớ tùm rồi 2 đồng. À, hết đi. Phước, cái này nè. Cái bề bản nó dài nè anh. Ý là nó rộng á. Cái bề bản nó rộng, dễ gói lá hơn, dễ gói bánh hơn. Nhưng mà coi nó có rất nhiều không ta? Sao mình biết được ta? À, lá chuối nè. Lá chuối tươi. Oh wow, lá chuối tươi em nghĩ nó mắc hơn lá chuối thường á. 5 đồng này chồng có thể mua được 3 gói lá chuối đông lạnh rồi. Giờ đang suy nghĩ, giờ làm sao đây? Nè anh, cái này cũng, cái này cái bề nó cũng rộng nè. Ừ, hình như cái đó tươi hơn á. Giờ sao anh? Mua đại đi ha. Không, cái bề ngang nó rộng nè, gói bánh đã luôn. Đây trong chợ Mexico,
mà vẫn có lá chuối. Wow, nó cũng có bán cái này khoai mì ở bên Mỹ nè. Này cái này có quá củ sắng nữa nè anh. Wow, đi xuống chỗ mà bông hoa rồi. Tranh này nọ kìa hả nè. Hả? Tranh bên phải á. Hôm nãy tôi quên cầm cái sầu kia rồi. Úi giời. Nhớ cái là được rồi. Em muốn vô coi thử cái này nè hả nè. Đồng hồ. Mua cái đồng hồ nữa để trong cái phòng á. Phòng ngủ á. Mua cái nhà cho em. Nuôi chim hả? Không phải. Ủa nhà này phải nuôi chim đâu phải không? Nhà này nuôi chim hả? Không, em để cái bàn mà chỗ lối ra vô á. Mình đang thấy cái hoa này giống giống hoa đào mà hồng hồng á. Đó. Mà một cành á là 8 đồng. Một cành này. Một cành này như thế này. Ây da. Đây. Nó một cành có nhiêu đây thôi đó. 8 đồng một cành. Mình muốn chưng một bình chắc mình phải lấy 5-6 cành đó. Cái cành này cũng giống giống hoa đào luôn nhưng mà ít hoa hơn. Thì là 7 đồng một cành. Còn bên đây 8 đồng nhiều hoa hơn. Đây hoa giả nhìn cũng đẹp ghê luôn. Mình đang nhắm nhắm tới cái chậu dễ thương này nè, 20 đồng. Để trên cái bàn, trên cái tủ mà ngay chỗ lối ra vô á. Mấy cái bình này cũng đẹp nè. Là bình này hơi to. 40. Nay mục đích của mình vô đây là để lựa hoa về trưng mùa xuân. Cái bình này cũng dễ thương nè. Đó. Không biết nhiêu tiền. Đây 28 đồng. Wow, cái bình này mà to quá. Cái tủ mình nó cũng nhỏ, đầu tủ cũng nhỏ. 74 đồng. Cái này hoa giả là chưng mãi mãi không tàn luôn á. Nó chỉ có dơ thôi. Rồi đi kiếm hoa đào. Cái này giống nụ tầm xuân nhưng mà tiếc là nó không có màu đỏ. Nên bây giờ mua cái màu này về để tự sơn cái màu lên, tự lấy cỏ quét màu lên, màu đỏ. Và không biết quét lên có đẹp không nữa nha, em không xui nha chồng. Em là không có khéo tay rồi nó ngang. Mà anh thì không rảnh. Uổng ghê luôn á, cái này nó không có màu đỏ ở bên đây. Người ta hình như người ta thích màu trắng à. Cái này là bằng gì anh? Uh-huh.
Cái này làm từ cái gì á? Anh thử anh chọn bốn cành thử coi coi nó có đủ không? Đủ nguyên bình không? Để đi qua lấy cái bình hoa cao cao nữa. Xem coi coi. Còn tư vấn thì Mami lựa với Mami. Mua một cái dòng để mình kết hoa vô, kết hoa mùa xuân. Dòng nào dòng đó được hơn hả? Ok, lấy dòng đó đi. Hoa cúc vàng này hôm qua mình mua ở chợ Việt Nam, ở bên Thô Xà. Ở đây là cái cây, cái đèn mà để trồng cây, giống vậy như nó tạo cái ánh nắng nhân tạo cho mấy cái cây mình trồng trong nhà đó. Tại vì bên đây mùa đông không có nắng cho nên là mình phải mua cái loại đèn này nè, đó, để mình chiếu vô mấy cái cây cho nó có ánh nắng. Này hơi tiếc một chút á, là hôm qua hai chồng mình không có tìm được cái chậu cúc nào mà nó còn búp chưa nở hết á, nở hết trơn rồi. Lựa hoài khoảng 15-20 phút mới được hai cái chậu này nè. Cũng chưa ưng ý lắm đâu. Hôm nay sáng ra thấy cái này nó bị cụp đầu rồi, nó rụng, đụng vô nó rụng rồi. Trời, không biết là nó do nó dư nước hay là nó thiếu nước nữa. Tại vì hồi tối qua khi mà về mình có xịt nước dưới gốc cây cho nó, nhưng mà không biết sao. Và không hiểu luôn, tại vì mình thấy đẹp, lâu lâu mình qua bên bển đó thì mình mua vậy thôi. Rồi không biết chưng được bao lâu nữa, trong khi đó tới hơn một tuần nữa, khoảng 11-12 bữa nữa mới Tết lận. Giờ không biết làm sao đây nữa. Hy vọng là sẽ ráng ráng khoảng tới giao thừa mùng 1 cũng được nữa. Không có cần chưng trong Tết đâu, mới bắt đầu Tết cũng được.